Xin chào các bạn, tôi là MC của Topper TV. Rất hân hạnh được gặp gỡ các bạn tại nhà máy Topperware. Quy trình sản xuất ra hộp trữ đông Freezermate thế hệ thứ hai như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu với Topperware nhé! Trước tiên, hộp trữ đông Freezermate thế hệ thứ hai có thiết kế hoàn toàn mới, dung tích đa dạng, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Màu sắc rực rỡ, thân hộp in họa tiết hoa tuyết giúp dễ dàng nhận biết được hộp chuyên dụng bảo quản trong ngăn đông. Thiết kế góc hộp bo tròn giúp khí lạnh trong ngăn đông lưu thông nhanh chóng để nhanh quá trình làm đông thực phẩm. Hộp sử dụng chất liệu LGPE dẻo linh hoạt giúp thân hộp và nắp hộp dễ dàng đóng mở, khó nứt vỡ trong quá trình trữ đông. Hộp chịu được nhiệt độ từ âm 25 độ C tới 80 độ C. Nắp hộp vừa lấy từ tủ lạnh ra không nứt vỡ dù có dùng tay gập lại. Hộp trữ đông Freezermate thế hệ thứ hai có tính năng làm đông và rã đông nhanh. Đây là bánh xếp đã được trữ đông qua đêm. Khi lấy ra không bị nhão dính, không cần phải rã đông, chỉ cần nấu chín là có thể sử dụng. Thịt khi mua về chia thành từng phần nhỏ và cho vào hộp trữ đông. Sau một tuần chúng ta có thể thấy lớp đá đóng tuyết trên thịt trữ trong túi ni lông nhiều, trong khi thịt trữ trong hộp trữ đông freezer còn tươi như lúc mới được trữ. Nhiều người nói rằng hải sản rất khó giữ tươi dù được trữ đông. Cụ thể, nếu tôm không được bảo quản đúng cách, tôm sẽ chuyển sang màu đen và đầu tôm sẽ dễ bị rơi. Đây là tôm tươi tôi trữ trong hộp Tupperware cách đây một tuần. Khi lấy ra, tôm vẫn tươi như mới trong hộp Freezermate, trong khi bảo quản trong túi ni lông thì đầu tôm dễ bị rơi ra. Hộp trữ đông Freezermate có thể trữ thực phẩm lỏng như súp. Với hộp dung tích 1.1 lít tương đương khoảng 4 chén súp và hộp dung tích 450 ml có thể trữ hành lá tươi cắt nhỏ. Ngoài việc giới thiệu sản phẩm, đồng nghiệp của chúng tôi tại nhà máy sẽ đưa các bạn đi xem quy trình sản xuất hộp trữ đông Freezermate thế hệ thứ hai như thế nào. Hãy cùng theo chân anh ấy nhé. Bây giờ chúng tôi đang ở tại dây chuyền sản xuất của nhà máy. Sản phẩm của Tupperware lựa chọn nguyên liệu là hạt nhựa nguyên sinh. Vậy hạt nhựa nguyên sinh là gì? Chúng tôi chỉ sử dụng các nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu và Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ để đảm bảo các nguyên liệu là an toàn cho sức khỏe, không gây độc hại. Đây là các hạt nguyên liệu BE nguyên sinh không lẫn tạp chất. Wow, nó thật tinh khiết. Những nguyên liệu thô này được vận chuyển đến máy từ vận chuyển thông qua hệ thống cấp liệu trung tâm, được xử lý thành các sản phẩm nhựa thông qua khuôn và toàn bộ quy trình được tự động hóa mà không cần vận hành thủ công. Tại sao các sản phẩm của Tupperware lại đẹp và sắc nét như vậy? Bước tiếp theo, tôi sẽ đưa bạn đến trung tâm cốt lõi của nhà máy và bạn sẽ biết tại sao. Hãy tiếp tục theo tôi và tôi sẽ tiết lộ bí quyết vì sao sản phẩm Tupperware có thể đẹp và sắc nét như vậy. Đây là dây chuyền khuôn ép. Hầu hết các khuôn của chúng tôi được sản xuất tại Úc. Khuôn mẫu của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Tupperware Global Brands, đảm bảo các sản phẩm được sản xuất ra sắc nét giống nhau. Một số khuôn có thể mất 1.800 giờ để hoàn thành. Quá trình khai thác mẫu lâu dài và sản phẩm đều được thiết kế là nguyên khối để đảm bảo chất lượng sản phẩm Tupperware. Hiện tại, chúng tôi có 16 nhà máy trên toàn cầu. Hàng năm, theo điều phối khuôn mẫu, thì các nhà máy sẽ có danh sách sản phẩm sản xuất nhất định. Vì vậy, các sản phẩm tại một quốc gia bất kỳ sẽ có nguồn gốc khác nhau.